Vì sao Nguyễn Phú Trọng thẳng tay triệt hạ Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh? Hội nghị Trung ương 5 vừa bế mạc vào ngày 10 tháng 5 với hai quyết định lãng phí thời gian. Thứ nhất, tái khẳng định của Đảng rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Và thứ hai, đồng ý với chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh thành về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cả hai đều mang nội dung vẫn như cũ. Nhưng gần một tháng sau, Trung ương Đảng 180 người lại bị triệu về thủ đô họp khẩn cấp vào chiều ngày 6 tháng 6 để biểu quyết về đề nghị của Bộ Chính trị, hay đúng hơn là đề nghị của ông Nguyễn Phú Trọng liên quan đến việc kỷ luật hai thành viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tin tức về cuộc họp bất thường này đã khiến dư luận chau mày. Chau mày bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng lại chơi đòn răng đe đối với các ủy viên Trung ương mà không mấy ai sợ. Vài giờ sau, báo chí Lề Đảng đồng loạt loan tải Trung ương bỏ phiếu đuổi hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh ra khỏi Đảng vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng phải cất công triệu tập một hội nghị bất thường của Trung ương Đảng để khai trừ ra khỏi Đảng hai cán bộ cấp Trung ương là một sự dàn dựng tùy tiện. Vì có hay không hội nghị bất thường này thì ông Trọng và những người trong phe nhóm của ông ta cũng phải mạnh tay đối với ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Tại sao vậy? Trở lại năm 2021, việc chính quyền Cộng sản Việt Nam bất lực trong việc phòng chống đợt lây nhiễm thứ tư từ tháng 8 năm 2021 đã gây ra cái chết cho hơn 40.000 người và hàng triệu người bị lây nhiễm COVID-19. Cho dù được che giấu và bào chữa bằng mọi ngôn từ tốt đẹp, hình ảnh của chế độ trở nên u ám, người dân hoang mang, mất tin tưởng vào khả năng điều hành đất nước của một chính phủ chỉ biết chạy theo khẩu hiệu để chống dịch. Nhưng cái tai hại lớn nhất là cả một hệ thống đã a tòng với nhau, nhập lậu bộ xét nghiệm từ Trung Quốc về với giá rẻ. Trong khi đó, họ dàn dựng một màn nghiên cứu khoa học giả hiệu của công ty Việt Á cùng với Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng. Sau đó, họ tung hàng Trung Quốc ra bán ở Việt Nam với mức giá được nâng khống cao ngất trời, đánh lừa công luận hầu làm giàu bất chính, trong khi hàng triệu đồng bào đang khốn khó vì dịch COVID-19. Những diễn tiến động trời này không thể nào mà ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ và nhất là ông Võ Văn Thưởng, người điều hành ban bí thư lo công việc điều phối giữa đảng và nhà nước, không hề hay biết. Khi vụ tham ô động trời không thể che giấu được nữa, họ cho bắt thủ lĩnh của công ty Việt Á với tội danh nâng khống giá để trừng trị. Không ngờ trong hơn 6 tháng qua, kể từ khi Bộ Công an được lệnh điều tra không có vùng cấm, có thể nói là hàng tuần người ta lôi ra cả chục cán bộ tại các CDC cấp tỉnh thành dính líu vào những vụ tham ô lại quả. Vì những số tiền bồi trơn hậu hỷ mà những người này đã ký duyệt xét mua bộ xét nghiệm của công ty Việt Á một cách dễ dàng. Có thể nói, cái gọi là uy tín của chế độ Cộng sản Việt Nam đã rơi xuống tận đáy. Và cho dù ông Nguyễn Phú Trọng có lập ra hàng chục, hàng trăm cái lò để đốt tham nhũng đi chăng nữa, cũng không còn ai tin. Vì lò càng đốt nhiều, tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ lại càng tăng. Đáng lý ra, việc kỷ luật đảng và các chức hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh phải diễn ra sớm hơn, tức phải ngay sau khi phát giác những sự gian trá của công ty Việt Á và đồng bọn. Phải chăng vì cần bao che cho trùm cuối mà người ta nấn ná không muốn bắt hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh? Mãi đến hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị mới khui hũ mắm thúi ra bằng cách mang hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh ra trảm. Cũng chỉ là hành động hy sinh con dê tế thần. Nói cách khác, sự mất uy tín đến cùng cực của chế độ qua vụ đại án Việt Á đã buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải mang hai con cừu Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh ra tế để mong cho dư luận lắng động phần nào và giữ chút niềm tin vào chiến dịch đốt lò ngày càng chứng tỏ là vô ích. Nhưng như đã nói trên, vụ trảm này quá trễ và dù có đưa hai người này ra xét xử cũng không xóa được vết nhơ và bộ mặt lem luốc của chế độ. Vì thế, khi nhìn vào vụ khởi tố bắt giam hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng muốn ít nhất ba điều. Thứ nhất, cho dư luận thấy là Bộ Chính trị không dung tha bất cứ ai, dù người đó đang giữ chức vụ đầu ngành trong chính phủ. Tức là ông Nguyễn Phú Trọng muốn lặp lại câu
chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Thứ hai, vụ đại án Việt Á quá lớn, dính chùm cả một hệ thống tham nhũng từ trung ương xuống cấp tỉnh thành. Nếu chỉ xử các giám đốc CDC và một số cán bộ trung cấp các bệnh viện, không ai tin những người này dám làm ăn lớn như vậy mà không có lãnh đạo cấp cao. Dư luận lâu nay đề cập đến nhân vật trùm cuối, nhưng nếu nói đến trùm cuối nằm trong bộ chính trị thì quá bỉ mặt đảng lãnh đạo, nên chỉ dừng lại ở Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh là hai con dê tế thần. Bởi xét cho cùng, vụ to rập làm giàu qua vụ đại án bộ xét nghiệm Việt Á không thể không dính đến tứ trụ như nhóm Nguyễn Xuân Phúc, nhóm Phạm Minh Chính, nhóm Vương Đình Huệ, nhóm Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng hay nhóm công an của Tô Lâm. Và mục đích cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng là làm nguội bớt những bất mãn và dè biểu của dư luận về sự thất bại của chiến dịch chống tham nhũng trong nhiều năm qua. Nhưng đây chính là điểm yếu nhất của ông Nguyễn Phú Trọng. Càng chống tham nhũng càng tinh vi, càng táo tợn và phát triển thành một hệ thống song song với hệ thống đảng.